giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình được mang tên Bí mật của nàng. Và bây giờ chúng ta sẽ khám phá bí mật của hai cô gái này thông qua chiếc điện thoại thường ngày hay sử dụng nhé. Chắc mình xuống mượn điện thoại của Tuyết Anh, còn Bụ Ca sẽ mượn điện thoại của bạn Hương. Xin mời hai ban cố vấn của chúng ta. Giờ mình có bên mình trước nha. Xin mời Trinh và anh Cương. Bây giờ vẫn như thường lệ những cái quan trọng thôi, hình ảnh đi. Hình ảnh ha, vô. Đây. Hình tự sướng nè. Chụp hình với Minh Xù nè mọi người. Thật sự ra thì nếu mà mình không muốn chụp đó thì thôi vậy, chứ mà xin chụp hình còn Buka thì rất rõ nha mọi người. Ok, Minh Xù nè mọi người. Okay. Tại vì nó phải lựa cái người nào. Nó nét từng cái ông nào phải không ạ? Ông năng động quá nên là nó bị lem đó. Buka hiểu sao không? Cái người nào sống thật á thì lên hình thật. Anh ơi mình coi tiếp cái người nào mà nó sống ảo á, lên hình nó sẽ bị nè, xinh chưa nè. Mặt xinh, ăn hình. Ăn hình quá. Dễ thương, cười tươi. Cái gì đây? Ôi bạn này cũng thích những cái câu slogan về cuộc sống luôn nè. Của Quang Đại nè, Quang Đại là trùm thả thính luôn. Đúng rồi. Đừng hối hận vì những chuyện mình đã làm. Bởi vì đó từng là những việc bạn mong muốn như vậy. Hối hận hay không cũng đều vô dụng, hoặc là quên đi, hoặc là tiếp tục cố gắng. Hèn chi hồi nãy bạn số 2 cũng có lưu lại những cái câu nói hay hay nên là Bạn này cùng tần số để ý luôn. Cùng tần số, đúng rồi. Nè, quá trời luôn. Đúng rồi. Rất là dễ thương. Đại cây cảnh ra mà. Quang Đại cũng học luật ra mà, dạ. Cho nên là Đại giỏi lắm, viết mấy câu đó hay lắm. Đánh bản thân à. Rồi mình coi gì nữa không? Bây giờ mình coi tiếp tới Báo thức đi. Báo thức nha. Báo thức đi, coi thức gì dậy sớm không? Rồi, đây. Nè còn báo thức này nè, không lười dậy đi học hàng ngày. Đeo nhẫn làm cho xinh hàng ngày. Ôi, 6 giờ thức dậy đeo nhẫn của em. Gấu đang về là gì? Gấu ăn về là cái bạn này nè, bạn số 2 là gấu á. Có gấu rồi kìa. Hoang mang quá. Gấu đang về là gấu bên Hàn Quốc về. Đúng, chính xác. Hay là gấu là bồ của em đang về. Dạ, hay cái là, đó là... hay là mình đặt gấu shipper đang đem qua, cái gấu đang về. Dạ không, gấu đang về giống như là hôm nay là ngày quay hình. Hôm nay là ngày quay hình cho nên là em nghĩ là em sẽ kiếm được người yêu. Thì ghi là gấu đang về. Trời ơi. Làm con gấu hay con thỏ gì không? Có gấu rồi là tại sao mình luôn 12 giờ 4 phút? Chắc là quay xong đó. Cái đó là em nghĩ là thời gian mình đã quay xong cho nên là có gấu rồi. À. Rồi vậy thôi, coi bạn Ngọc Hương đi. Ngọc Hương sống nội tâm. Đẹp quá. Ôi xinh quá nè. Ai vậy Ngọc Hương? Cháu. Em chắc nuôi nguyên gia đình nè. Bà phải không em? Bà nội em. Bà nội có biết em gắn hình mèo lên vậy không? Dạ không, bà không để ý đâu. Mặt bà nội có vẻ hốt hoảng quá. Thấy, ủa sao tôi kỳ vậy á? Tội nghiệp nội quá. Nội có gắn hình mèo vô luôn. Nguyên gia đình mèo hết luôn. Trời nè. Cưng ghê chưa? Hai mà xóa hết mấy người ngoài sao vậy? Chưa có hai người đàn ông này là ai đây? Gia đình em. Bố hả? Dạ. Bố em còn bố trẻ quá đúng không? Trẻ ghê. Bố em nhiêu tuổi Ngọc Hương? Dạ 45. Bốn năm hả? À, bố trẻ em quá. Thua anh 1 tuổi. Rồi chỗ này bán nhiêu hả? Bộ này mình bán nhiêu tiền nha em? Dạ, không biết. Trời ơi, mình ý bán là về tiền. Em đang ở đây, em học nghề ở trên Sài Gòn mấy tháng rồi. Này là nội thất trong gia đình nè. Ủa, nội thất của em ở đâu ạ? Em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Lâm Đồng. Bây giờ thì mình hãy để cho hai chàng trai trên kia khám phá hai chiếc điện thoại của hai cô gái nha. Xin mời hai chàng trai. À, quý vị thân mến, trong khi mà hai chàng trai của chúng ta đang khám phá chiếc điện thoại của hai cô gái thì Tuyết Anh ơi, bây giờ mình thư giãn tí xíu nha, chia sẻ tí xíu đi, vì gia đình của mình thì bạn có thân thiết với bố mẹ hay không, và bố mẹ có hay đưa ra cho bạn những cái lời khuyên cho cuộc sống của mình không? Dạ có, ba mẹ với em rất là hay tâm sự với nhau. Còn trong tình yêu thì sao, em có hay chủ động không? Trong tình yêu thì tùy chuyện. Hôm nay là được chủ động lựa chọn nè, thì em thấy làm sao? Thì có vẻ là mình thích hơn. Em rất thích những người Việt Nam mà cao và đeo mắt kính. Giống em á. Tiếng Anh à, cho anh hỏi hôm nay bố mẹ em có biết là em đi tham gia chương trình này không? Dạ có ạ. Rồi bố mẹ có dặn dò gì không? Dạ có, ba mẹ nói là ráng kiếm ai đẹp đẹp sau này đẻ con cho nó đẹp.
dễ không. Thương đó là đúng. Tâm lý đúng của ba mẹ. Ngọc Hương thì sao? Dạ em thấy anh số 1 có vẻ ý là cũng đơn giản vui tính, cũng thích cái gu em cũng thích thích như vậy. Đối với Hương thì có một cái hình mẫu về cái người bạn trai lý tưởng hoặc là một thần tượng ai là hy vọng là dù người yêu mình sau này hoặc là chồng mình sẽ giống ba mình hoặc giống ông mình hoặc giống anh mình hay sao? Dạ, mẫu là giống kiểu giống như bố của em á, kiểu cũng cao ráo, cũng nhưng mà mập mập, hơi hơi mập mỉm, biết suy nghĩ trưởng thành rồi biết quan tâm rồi mọi thứ biết cân bằng. Là phải có một người yêu, một người chồng giống như bố mình. Dạ. Đó chính là suy nghĩ và cảm nhận của hai cô gái ngồi đây. Nhưng liệu rằng họ có gặp đúng người hay không vào cuối chương trình? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ với Lao nhé. Sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Với tần số tình yêu. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất của chương trình. Hai cô gái và hai chàng trai sẽ được gặp nhau. Xin mời hai cô gái bước lên sân khấu. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai chàng trai của ngày hôm nay. Xin mời. Wow, trai hả? Ủa, 18 hả? Cũng được chứ đâu có đến nỗi. Rất là điển trai, còn bên kia thì điển trai không kém. Bên đây thì rất là thơm. Ê, hả? Ê, ngạo gì hưởng sao vậy? Ủa trên này bơi một cái là cái mùi hương nó phản phất. Làm cái khâu nào sao chị không để ý em vậy? Dạ. Khâu nào trong truyền thông? Dạ em làm bên kỹ thuật máy ạ. Kỹ thuật máy ạ? Là nằm đâu trong phía sau. Máy móc được dạ, em hay đứng ở đó em cười rồi chị nhìn em chị cũng cười em. À vậy hả? Mà chị cười trong vô định thôi đó. Đứng ngay máy móc nhìn thấy người ta nên duyên quá dạ. Là cái xinh hả? Xinh dạ, thấy cô đơn quá mà thấy người ta có đôi rồi mình xin ban tổ chức sao cho em lên kiếm bồ hả? Dạ em mạo muội xin phép mà hơn mà ban tổ chức vui tính cho nên dễ tính vậy hả? Dạ. Nhưng mà giờ quan trọng bước ra thấy sao, đằng sau lưng thôi thấy đột quỵ chưa? Dạ thấy hơi bị rung động. Rung động rồi. Nhìn sau lưng cái cô này thì em thấy làm sao? Em thấy khá phù hợp với em. Nếu như hai bạn lựa chọn đây chính là người bạn của mình sẽ tìm hiểu sau khi chương trình kết thúc thì các bạn hãy gọi điện thoại cho người đó. Xin mời chàng trai bên kia trước đi, tôi thấy bên kia muốn dữ lắm rồi kìa. Và bây giờ Hiếu với Hương sẽ có 10 giây để xem mình có gọi cho nhau hay không. 10 giây bắt đầu. Trước giờ thì lâu lắm rồi anh chưa rung động với ai. Còn em thì sao? Còn anh thì lâu lắm rồi. Anh gọi rồi kìa. Anh gọi rồi kìa. 3. Bạn quyết định là nghe rồi. Chưa nói gì hết là quay lại nhìn nhau rồi. Kệ, quay lại đi. Nôn quá rồi. Nói luôn quá rồi. Lại xuống, nói. Tèn 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 tèn. Mình gặp mặt nhau rồi đó. Giờ anh hơi run, em nắm tay anh cái được. Trời ơi. Mới ra rồi. Con em nói đi, cảm giác sao? Dạ run. Em thấy bạn Hiếu của chị bên truyền thông vậy, em có an tâm không? Quay qua em có thấy an toàn để nắm tay bạn không? Dạ cũng được. Dạ cũng được. An tâm. Bên kia thì hạnh phúc lắm rồi. Còn bên đây thì sao? Còn sao nha. 10 giây dành cho bạn bắt đầu. Anh hồi hộp. Điên rồi. Thấy không? Thấy không? Nghĩa đi ông trời lắm em ơi. Dạ alo. Chào em. Ôi dễ thương quá. Dễ lãng mạn quá. Mặt giống nhau y chang rồi trời. Sao cũng giống, hai cặp đều có mặt giống giống nhau luôn. Đeo mắt kiến miệng mớm mớm ý thương dễ sợ. Hai bạn xoay lại nhìn nhau. Thời gian cho các bạn chia sẻ đó. Lần đầu tiên em được đứng trên sân khấu lớn như thế này, gặp anh chị nghệ sĩ ở đây. Và em xin hát một câu
về quê hương của em để thể hiện tình cảm. Cho anh xin phép nắm tay em. Ôi ôi. Dễ thương. Em có về xứ Nghệ với anh không? Trời ơi, thấy thương. Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đỏ rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thắm đượm tình quê. Ta hỏi kìa, em có về xứ Nghệ với người ta không? Trả lời. Dạ có, em về. Em về. Ngày hôm nay đã tìm thấy được tần số của mình dưới sự hỗ trợ của bốn nhân vật rất là quan trọng là ban cố vấn quyền lực, và chắc chắn rồi họ cũng sẽ có món quà dành cho các bạn ngày hôm nay. Đây là trái tim tần số tình yêu, chúng tôi làm bằng thủy tinh, mong là các bạn tuy là còn trẻ nhưng mà đã tới với chương trình rồi, ông mong các bạn giữ và giữ cho đó đừng vỡ, để tới bước cuối cùng của các bạn là tôi muốn ngày các bạn thành hôn sẽ để cái này lên kế cái bánh cưới nha. Cảm ơn hai cặp đã đến với chương trình tần số tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình Tần số tình yêu và chứng kiến sự xe duyên của ban cố vấn quyền lực của chương trình, và xin được chúc mừng cho hai cặp đôi rất là dễ thương ngày hôm nay. Chúc mừng các bạn. Quý vị khán giả cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là 21:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, đến đây xin khép lại. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tuần sau nhé. Xin chào. Rất là đẹp trai và lịch sự. Ôi rồi, liên quan gì tới cái đầm này của em? Vậy thôi, bưng em vô đây bỏ luôn. Một tràng hỗ tay cho hai chàng trai. Wow. Nào hai bạn. Lịch lãm. Bắt tay nhẹ cái. Bên đây là ráng là mình.